dream once upon a time. Give me love, make me smile till the end of life. Hold me up, hold me tight, lift me up to touch the sky. Teaching me to love with sống
của chú rể Hoàng Hòa và cô dâu Nguyễn Hằng xin phép
được bắt đầu. Một tay thật lớn như nào. Vâng, xin chào một tay thật lớn của quý vị đi ạ, để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa các cụ, các ông, các bà, trước sự tưng bừng, vui mừng và phấn khởi của quan viên hai họ về ngày hạnh phúc trăm năm của cháu Hà và cháu Hằng, kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể quý khách, thanh niên nam nữ của các cháu nam và nữ, trải qua các cháu tự tìm hiểu và tình nguyện đến với nhau thuận hòa, đã được đăng ký giữa pháp luật nhà nước cũng như sự đồng ý từ trên xuống dưới của các cụ, các ông, các bà giữa hai họ. Tiến tới buổi lễ thành hôn năm nay, các cụ, các ông, các bà của gia đình nhà trai đã chọn được ngày lành, tháng tốt, giờ tốt để tổ chức một buổi lễ rất long trọng và hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Đến bây giờ là giờ phút này giữa họ nhà gái, chúng tôi được đại diện ủy quyền của ông bà theo bản giao giữa nhà trai đón và nhà gái đưa. Đến giờ phút này đã đưa cháu về đến nhà chồng, coi như là mọi sự bình yên và rất hạnh phúc, rất vui vẻ, để cảm ơn tất cả những sự đón tiếp long trọng nhiệt tình của quan viên hai họ, nhất là nhà trai, và cũng xin để chúc các cháu hạnh phúc trăm năm. Và qua đây cũng có đôi lời là các cháu tuy rằng là có lớn chưa có khôn, nên các cháu về làm dâu họ, con cháu các cụ, các ông, các bà ngoài này thì các cháu nó biết điều gì biết thì thôi, và điều gì không biết các cụ, các ông, bà giữa hai bên gia đình nhà trai nhà gái là để chỉ đạo cho các cháu được hoàn thiện ngày càng tốt hơn. Xin cuối cùng là để chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà hai họ mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn ạ. Và thưa xin mời tất cả quý vị, chúng ta xin được lắng nghe bác chủ đại diện của bên phía họ nhà trai. Vâng ạ, là có đôi lời đáp từ và nhân dâu. Xin kính mời bác ạ. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, cùng toàn thể cô dì chú bác, cùng toàn thể thanh niên nam nữ của cháu Hòa và cháu Hằng có trong buổi tiệc lễ ngày hôm nay. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, đến giờ này cháu Hằng chính thức làm dâu, làm con trong họ Hoàng nhà gia tộc nhà chúng tôi. Và từ giờ phút này trở đi thì cũng là một thành viên trong gia đình của nhà ông Luyện và bà Dậu. Thì tôi cũng xin chúc cho ông bà Luyện, bà Dậu, ông Bản và bà Thêm giữa hai gia đình thông gia càng thêm gắn bó, và chúc cho hai cháu Hằng và cháu Hoàng được sống trăm năm hạnh phúc đến bạc đầu bạc răng long. Kính thưa các cụ, các bà, thì trong buổi tiệc ngày hôm nay thì tôi cũng được phép của các cụ gia đình nhà trai cũng đại diện cho cháu đón cháu Hoa Hằng về làm dâu con và gia đình họ Hoàng là chúng tôi. Thì tôi cũng xin cảm ơn chân thành đến gia đình anh em họ Hằng bên nhà gái cũng trao nhận coi dâu con, để mà chúng tôi cũng trao cháu Hòa cũng là vừa là giả thảo của trong gia đình họ nhà gái. Thôi một lần nữa tôi cũng xin cảm ơn các cụ ông, cụ bà cùng toàn thể trong hai gia đình, hai họ, ba bên bốn bà, cùng thanh niên nam nữ mạnh khỏe và hạnh phúc. Tôi xin chân thành cảm ơn. Chồng từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp mong. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa, đường đi tuy có không xa,
xa phút long đong. Chàng về đã có thiếp mong. Chúng ta đã chung.